Nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn trên sông Đồng Nai và sông Sài Gòn đang ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp nước của thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay 417.000 hộ dân thành phố đang bị thiếu nước sạch và chủ yếu là ở những quận huyện vùng ven. Cụ thể huyện Củ Chi có hơn 103 hộ nhưng chỉ có 31.600 hộ được sử dụng nước sạch. Tại quận 12, 76.600 trong tổng số 124.800 hộ chưa được cấp nước sạch. Còn ở huyện Hóc Môn, số hộ dân được cấp nước sạch chỉ là 25%. Mặc dù thành phố đã đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy nước để nâng công suất cấp nước của thành phố từ 1.700.000 mét khối ngày đêm lên 2.570.000 mét khối ngày đêm, nhưng công tác cấp nước cho người dân thì vẫn gặp nhiều khó khăn.